2023 dự đoán sẽ là một năm rất khó khăn dành cho các bạn mới khởi nghiệp kinh doanh online. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thì người dân sẽ thắt chặt chi tiêu và họ sẽ đem tiền đi gửi tiết kiệm. Vì thế nên là cái sức mua cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Đặc biệt là những cái bạn kinh doanh trong lĩnh vực vui chơi giải trí hay là những bạn kinh doanh những sản phẩm giá cao có rào cản thương hiệu thì năm tới hứa hẹn là một năm sẽ rất là khó khăn và thử thách dành cho các bạn. Như vậy thì trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế vào năm tới thì chúng ta nên kinh doanh những sản phẩm như thế nào? Thứ nhất đó là sản phẩm giá rẻ, bởi vì là những cái sản phẩm này thì sẽ không khiến cho khách hàng phải suy nghĩ quá nhiều hay là đắn đo quá nhiều trong cái việc họ móc hầu bao ra để họ chi trả, và cái rủi ro dành cho khách hàng, cái số tiền họ mất đi cũng sẽ không đáng kể. Thứ hai là những sản phẩm mang tính thiết yếu, những cái sản phẩm này thì khách hàng sẽ không ngại chi trả bởi vì nó cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt của họ mỗi ngày. Thứ ba là những cái lĩnh vực như là tâm linh hoặc là phong thủy, đây là những cái hạng mục đánh vào cái tầng cao hơn cả cái suy nghĩ logic của não bộ rồi, đúng không ạ? Thứ tư đó là khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Có một sự thật đó là càng khủng hoảng kinh tế thì chúng ta càng đầu tư vào học tập phát triển bản thân để chúng ta có những cái cơ hội mới, có những cái kiến thức, có những cái kỹ năng mới để chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn, gia tăng thu nhập. Thứ năm là sản phẩm mẹ và bé. Đây là cái hạng mục mà các bạn học viên của tôi cũng đang khởi nghiệp rất là nhiều và có được những cái thành công nhất định. Bởi vì trong cái hạng mục này đối tượng sử dụng sản phẩm là các bé, tuy nhiên đối tượng chi trả lại là cha mẹ, và các bậc phụ huynh thì có thể họ tiếc tiền chi trả cho bản thân mình, tuy nhiên thì họ không bao giờ tiếc tiền cho con mình cả. Và cuối cùng là những sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Đây là một cái thị trường rất là khó khăn và cái niềm tin khách hàng thì cũng không có nhiều. Tuy nhiên nếu như các bạn có những cái sản phẩm thực sự tốt và chúng ta có cái khả năng chúng ta đầu tư vào truyền thông và media thì lúc đó các bạn cũng sẽ có được cái thành công nhất định. Nếu như các bạn muốn được định hướng chi tiết về kinh doanh thì các bạn hãy liên hệ với tôi ở thông tin trên đầu kênh nhé.